Hello anh em, nay mình sẽ review cho anh em cái ở những góc đẹp đẹp và về và chụp nhiều nhất của phim trường L'amour. Phim trường một trong những phim trường nổi tiếng nhất Sài Gòn mà nhiều anh em hay tới đây chụp ngoại cảnh. Rồi, đầu tiên là tổng quan cảnh của phim trường L'amour ha. Thì rất là khá là rộng rãi. Nhiều view để cho anh em chọn ha. Rồi, rất đẹp. Cảnh đầu tiên là vừa bước vô cổng là có cảnh cây nhà lá vườn giống như là quán cà phê. Rồi, còn đây là điểm nhấn chính của phim trường L'amour. Cảnh cổng Hy Lạp là một cái view rất là nổi tiếng, rất là được nhiều anh em chọn để chụp. View này thì chủ phim trường đầu tư rất là kỹ, nó anh em thấy là tất cả các họa tiết trên cột, trên đá là làm nổi khối lên, nên khi mà chụp lên đó, anh em thấy không, lên hình chụp lên nhìn rất là chắc ha. Này do bác của B chụp đó. Thì còn view bên ngoài thì đây chiếc xe huyền thoại đó, thì anh em có thể sáng tạo được nhiều góc ảnh từ cái chiếc xe này. Đó. Bên ngoài thì có một cái thác nước này cũng rất là chắc nha anh em. Anh em cũng có thể sáng tạo nhiều góc ảnh từ cái thác nước này đó. Rồi còn đây là view Nhật Bản hoặc là Hàn Quốc. Anh em cũng có thể sáng tạo nhiều góc đẹp từ cái view này ha, thích hợp với lại đồ Hàn Quốc, đồ Trung Quốc hoặc là hàng Nhật. Đó, chụp ngược nắng buổi chiều chụp cũng rất là đẹp ha. Đó, nhờ đồ đây phía trước thì chụp style cổ trang. Đây là cái cổng giống như là cổng Nhật Bản. View này lên hình cực đẹp luôn anh em, thích hợp với lại những cái bộ đầm dài hoặc là đầm Hàn Quốc đó. Đồ cổ trang cũng lên hình cũng rất là đẹp ha. Đó, đồ đỏ. Đây còn cái view này thì chụp lên buổi tối, lên đèn lên cực kỳ đẹp. View này được rất nhiều studio tinh chọn để làm góc chụp vào buổi tối. Khi lên đèn đó lên đèn, thấy không, lên đèn rất đẹp. Đây còn đây là cái view bãi biển, có cát, có cây, có quán bar nhỏ đó, quán bar. Rồi trạm cứu hộ, rơm. Nói chung là góc này sáng tạo được nhiều view chụp lạ với kiểu bãi biển rất là đẹp. Đây còn cái view này cũng là một trong những view nhiều anh em chọn góc chụp đó. Và xe lửa cổ đó, view này là rất là nhiều góc để chụp ha, bên trong cũng như là bên ngoài đó. Hình này do bác cô B chụp ha, rất đẹp. Chụp lên rồi blend cái tông màu tây của cổ á, lên là cực đẹp luôn nè. Đó, phía trước cái xe lửa đó, có lá mùa thu đó, lên hình chất ha. Rồi đây là view Hội An. Đó, này chụp áo dài hay là đồ cổ trang thì cũng rất là phù hợp, rất đẹp đó. Đồ cổ trang đó, đồ cổ trang. Đây là view Hội An, nhìn góc y chang như một cái góc phố cổ của Hội An thật ở ngoài Hội An luôn nè, lên hình rất là chất đó. Áo dài đó, áo dài cổ đẹp. Đây còn đây cũng là một cái view mới của bên phim trường L'amour. Đây, còn đây là tiêu điểm chính của phim trường L'amour đây, nhà thờ, view nhà thờ. View này rất nhiều góc để anh em sáng tạo luôn, cả bên trong nữa bên ngoài, ngược nắng, xuôi nắng, buổi sáng hay là buổi tối gì chụp lên đều đẹp. Đó, đây là view buổi sáng. Đó, góc chụp rất nhiều góc để sáng tạo. Đây, còn đây là một cái cầu bắt sát ra ngoài bờ sông á. Cái cầu này cũng có nhiều góc để anh em sáng tạo lắm đây. Chụp từ trên xuống hay chụp từ dưới lên gì cũng ok. Góc rất dễ để mà mình tạo góc. Đây, còn đây là một cái cầu khác, cái cầu phong cách Hội An ha, cầu cổ. Đó, cũng nhiều view để mà mình sáng tạo trên cái cầu này. Đó, chụp lên nhìn rất là Hội An, phù hợp với đồ cổ trang. Đó, đồ cổ trang, đồ áo dài. Đây là một cái view lãng mạn, gồm có vườn cây, hồ bơi. View này chụp áo dài, áo váy cưới soirée dài, rất là phù hợp anh em. Đó, cái cute phô mai que cũng ok. Rồi, còn đây một cái view ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, rồi cây cối tùm bụi rậm. Đó, phù hợp cho anh em nào thích chụp style cây cối nhiều. Đó, thảo nguyên. Đó, lên Hàn Quốc cũng đẹp. Rồi bây giờ mình dạo qua một số cái view bên trong ha. Nãy là view bên ngoài và view bên trong ha. Thì ở tại phim trường L'amour này thì view bên trong cũng được đầu tư rất là hoành tráng, rất là kỹ ha. Nên tất cả góc chụp bên trong nhà lên hình nhìn đúng là chắc ha. Đó, rồi khung cửa sổ, cái ghế băng dài, điện thoại, cái này cũng ra những cái góc chụp rất là đẹp, rất là lạ. Đó, đó, trên hình là hình của bác cô B chụp cái góc này nhìn rất là tây ha. Đây, góc này ánh sáng ngược, lên hình đánh đèn vô rất đẹp luôn nha anh em. View này view ánh sáng lên, sáng trời, sáng ngược ha. Lên nhìn rất là Hàn Quốc ha, rất là tây ha. Đây, còn góc này là góc được anh em chọn chụp nhiều nhất trong cái tất cả các góc chụp trong phòng ha. Có ánh sáng trời, rồi vườn cây bên ngoài, có cái lan can để cô dâu rể ngồi lên ha. Thì góc này rất nhiều cách để sáng tạo ra góc ảnh đẹp. Đó, anh em tham khảo một số hình các anh em studio khác là chụp thử ở cái góc này ha. Đây là cái quang cảnh của cái phòng make up, trang điểm, thay đồ rồi nọ, nói chung cũng thoải mái, rộng rãi, mát mẻ. Đây, còn đây là bảng giá, anh em tham khảo sơ cái bảng giá các món ăn, menu tại phim trường L'amour. Nói chung là giá cũng khá mềm, khá hợp lý ha, từ 30 tới 35 ngàn. Bàn ăn rồi nọ cũng sạch sẽ, nói chung là mát mẻ, giá thành hợp lý. Rồi, ok anh em, thì mới review một số góc chụp mà đặc trưng của phim trường L'amour ha. Hy vọng anh em sẽ tham khảo tốt để lên ý tưởng trước khi mà đến phim trường L'amour chụp ha. Chi phí chụp tại phim trường L'amour này theo Quy được biết thì dao động từ khoảng 700 cho tới 1,2 triệu ha, tùy khách là cô chú rể hay là khách là anh em studio mình ha. Rồi thì anh em cứ tham khảo thử cái góc chụp và chi phí này nọ ha. Rồi, cảm ơn em đã xem video. Anh em có thắc mắc gì hay là muốn tìm hiểu thêm các góc chụp khác nữa thì cứ comment bên dưới ha. Rồi, xin chào anh em, cảm ơn anh em nhiều.